Xin chào tất cả mọi người đã quay lại với channel của mình. Nếu ai lần đầu tiên coi channel của mình thì mình tên là Jack. Mình làm về cuộc sống ở Úc. Hôm nay nhà mình đi lễ hội của người châu Mỹ Latin. Ok, đi chơi đi, đi vào đây coi. Có Ryan này chơi đến đây, come. When you wanna go, you go on the and after we go to the fun? Finito. Jaden. It's okay, go, go! Where Jaden? Careful.
get the duck. What is? Thank you. Hello, Jason. See, Jason had a lot of fun. Wow. Jaden, Jaden, you want to go on the car? Jump Picasso again? Jason, Nhi. Jason, come this way. What is it? Okay, it's in here.
bán cả đồ ăn đó mọi người. Này bán nước mía này. Cái hàng này bán kem. Đây người ta bán cả hạt dẻ này. Kiran, what do you eat? Ice cream, yummy. Popsicle? Yeah. Ăn kem không? Let's go. Như là đi vào đây ném cái này là như này. You want to do face painting? Đây người ta cho để con ăn trái cây miễn phí ạ. Người ta khuyến khích là những cái đồ ăn có tốt cho sức khỏe. Go, go, Jason. Go, 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 Jason. Go faster, Jason. Go, go, Nhi, go, go, go. Nhi, go, hát à? Ashu, ready?
Your pasta, need pasta. Blend it. Ngon không chưa chưa? Sweet. Yummy.